Cái agenda này thì do cái thời gian mình quyết định lại là cái phần này sẽ để optional, mình sẽ không làm demo nhiều, nhưng mà mình sẽ nói về cái phương pháp tiếp cận. Và hiện nay thì mình cũng đang học cái React.js và Ruby on Rails theo đúng cái method này, tức là tí nữa sẽ nói sâu vào. Còn đây là cái quan điểm từ góc độ cá nhân của mình với kinh nghiệm của mình. Mọi người cứ nghe rồi sau buổi này sẽ chia sẻ cái. Thì về mặt concept, mình sẽ nói kỹ nhiều về full stack dev. DevOps thì là mọi người cũng có nghe qua, nhưng mà nó sẽ hơi khác